Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube mình. Lại là mình Cường PC đấy các bạn ơi. Cường Bồ Câu nhá. Thì nói chung là mình tạo kênh YouTube này cũng khá lâu để mục đích là để chăn nuôi chim bồ câu cũng như là chia sẻ các clip về chim bồ câu cho các bạn xem. Tuy nhiên là thời gian của mình rất là bận rộn, mình bận rất là nhiều công việc nên là nay cũng chưa tiến hành đâu tới đâu hết các bạn. Với lại là đợt này dịch bệnh nó kéo dài hơi bị nhiều thời gian nên là công việc nó ít, tiền kinh tế nó cũng giảm nên là mình con heo này mình nuôi cũng khá lâu rồi nhưng mà không có bỏ vô các bạn, tại vì không có tiền để bỏ nên là hôm nay mình kẹt vốn mình làm cái chuồng chim bồ câu mới cũng như là mua ít cặp giống chim bồ câu về nuôi. Thì mình sẽ đập con heo này ra coi thử được bao nhiêu nha các bạn. Con heo này mình nuôi hình như từ năm 2019. Thì mục đích của con heo này là để mình mua cái GoPro để mình quay video làm YouTube cho nó tốt hơn, nó mượt hơn cũng như là mình đi lại đồ nó không bị rung lắc các bạn. Tuy nhiên là con GoPro giá nó rất là cao, tới mấy triệu, gần 10 triệu rồi nên là mình chưa có mua được nên là thôi hôm nay mình tạm ứng con heo này mình đập, mình sẽ mua vật tư về mình làm chuồng chim bồ câu cũng như là mình mua ít cặp giống về mình nuôi. Mình chia sẻ clip cho các bạn nha. Bây giờ mình đập thử ra được bao nhiêu nha các bạn, chắc cũng không có nhiều lắm đâu tại vì mình ít bỏ mà được một thời gian đầu thôi. Rồi ok, bây giờ mình chuẩn bị đập nha các bạn. Ô, đập heo không bể đâu, cái mic nó bể các bạn ơi. Ôi trời ơi, gãy mic luôn rồi. Thôi nói chung là khui được lỗ này được các bạn ơi, cũng còn khá mới mẻ ha, nó chỉ bể được lỗ toàn chỗ này thôi. Bây giờ mình lấy tiền ra thôi nha, mình không có đập thêm nữa. Cái này để sau này tận dụng lại nuôi cá nuôi đồ, mình thả vô cho cá nó vô nó ở cũng được các bạn. Heo này là heo tiền lẻ các bạn, mình ví dụ như đi chợ đi đồ mà có tiền dư thì mình bỏ vô, hoặc là khi nào mà thèm nhậu thì mình cố gắng mình bỏ vô thay vì mua mồi mua bia nhậu thì bỏ tiền vô để dành ha. Nhưng mà dạo này nhậu quá, đam mê hơn nuôi heo nè. Sắp hết rồi, có mấy tờ, không biết được triệu không nữa. Có tờ 500 luôn nè. Wow, hai tờ 500 luôn. Thêm tờ 500 nữa thì được đó nha. Hết rồi các bạn ơi. Coi kỹ chứ không mà để còn đồng nào trong này nữa thì hết thật rồi, không còn gì hết. Em mở đèn này không có đèn, không mở được. Thôi chắc là ok rồi đó. Rồi bây giờ mình đếm thử được bao nhiêu nha. Đây các bạn, đây tờ 100 nhé, 100 này, 200 này, 300 này, tiền mới nha, tiền mới tinh này, bỏ vô gấp 400 này, 500 này, 1 triệu này, 1,5 triệu này, 1,5 triệu 20 các bạn, 1,520,000, 5, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 1,520,000. Thì với 1,520,000 này thì mình sẽ trích ra cỡ chừng 2 tới 300 nghìn mình làm chuồng, còn 1 triệu 1,2 triệu tới 1 triệu 3 thì mình sẽ mua giống chim bồ câu nha các bạn. Thì giống chim từ 2 tháng rưỡi tới 3 tháng thì giá của nó đang nằm ở mức giá 250 một cặp, 4 cặp là 1 triệu,
có 5 cặp nha các bạn, 5 cặp là 1.250.000. Đó, còn lại là 270.000. 270.000 thì mình sẽ mua vật tư mình làm chùa bồ câu nha. Thôi, rất mong là các bạn ủng hộ mình đó, tại vì làm cái gì cũng cần phải có vốn các bạn, không phải đương nhiên là tay không bắt giặc mà làm được các bạn. Nên là có nhiều câu chuyện thành công từ đôi bàn tay trắng thì cũng phải ha, đang bàn tay trắng nhưng mà người ta phải đi cày đi bừa để có đủ vốn từ đó mới là mở ra buôn bán kinh doanh hay là chăn nuôi gì đó thì mới đem lại lợi nhuận. Còn nếu mà chăn nuôi hay là buôn bán kinh doanh gì mà không có lợi nhuận thì phá sản, từ đó là nợ nần chồng chất các bạn ơi. Nên là hy vọng với cái số tiền là 1.520.000 này mình sẽ đầu tư được cái chuồng bồ câu cho nó bài bản, cũng như là giống luôn nó bài bản, cũng như là giờ nuôi tới Tết. Nay là tháng giữa tháng 10, giữa tháng 11, giữa tháng 12, giữa tháng 1 là Tết đúng không? Giữa tháng 1 hay cuối tháng 1 gì đó thì nuôi cỡ 3 tháng, 3 tháng rưỡi. Chim mà 3 2 tháng rưỡi mà nuôi thêm 3 tháng rưỡi nữa là 6 tháng, là lúc đó vừa đẻ luôn các bạn. Hy vọng tới Tết là chim nó bắt đầu đẻ. Thôi mình kết thúc cái clip này tại đây nhé các bạn. Hy vọng rằng các bạn đăng ký kênh YouTube để ủng hộ mình, để mình có động lực mình chăn nuôi, cũng như là chia sẻ clip liên quan tới chim bồ câu đến cho mọi người để trao đổi học hỏi kinh nghiệm, cũng như là chia sẻ niềm vui đam mê của mình thôi. Mình đam mê nuôi thôi chứ còn nuôi số lượng lớn thì người ta đầu tư tiền rất bài bản các bạn, nội chuồng cái chuồng trại không, người ta làm mấy chục triệu tới cả trăm triệu một cái chuồng, rồi tiền giống không? Người ta mua cả mấy chục triệu tiền giống, còn mình không có tiền nhiều thì mình ban đầu mình mua ít ít mình nuôi thôi ha, mình gài từ 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 lên, mình dùng thời gian dùng chăm chỉ ha, còn ông chăm chỉ hút mật ha. Tại mình cũng bắt chước con ông vậy thôi, mình không có nhiều vốn thì mình dùng thời gian mình bỏ công bỏ sức ra mình nuôi, rồi một thời gian nó sẽ lên từ từ từ, nó cũng được thôi các bạn ơi. Thôi mình kết thúc cái video này tại đây nha, các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube ủng hộ mình, đồng thời nhấn like và chia sẻ video này cho mọi người cùng xem. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha, bye bye các bạn, hẹn lại các bạn trong các video clip tiếp theo, bye bye.